Thì theo số liệu thống kê hiện nay á, trên toàn thế giới thì cái số mà bị mắc đậu mùa khỉ á, là đa số là nam giới, mà nam giới thì đặc biệt là nam giới quan hệ tình dục đồng tính, có nghĩa là nam quan hệ tình dục với nam. Chính vì vậy thì nó là một trong những cái điểm rất là đặc biệt trong cái đợt dịch đậu mùa khỉ này đó. Thì và cái đường lây thì người ta mới nghĩ rằng nó có rất là nhiều yếu tố liên quan tới cái hoạt động quan hệ tình dục. Thì tổ chức thế giới cũng đã khuyến cáo là cái đường lây cho nó dễ hiểu là thí dụ như là skin to skin, là da kề da, da kề da có thể dịch là da kề da. Thì cái đó thì liên quan tới việc mình sờ mó những cái sang thương, hoặc là đó những cái sang thương của cái người mà người tiếp xúc kề da mình, hay là quan hệ tình dục bằng đường hậu môn hay là đường âm đạo, da kề da. Còn cũng có thể là mặt kề mặt, face to face, thì đó là mình tiếp xúc gần, qua những giọt bắn thì có thể là mình hát hò gần nhau á, cũng có thể lây, hoặc là mình nói chuyện thở gần nhau, mặt kề mặt thì cũng có thể lây được đó. Đó là face to face. Còn còn có một đặc biệt trong cái giới nam quan hệ tình dục đồng tính với nam nữa là thí dụ như là smile mouth to skin, là thí dụ mình đó là quan hệ tình dục mà bằng miệng ha, đặc biệt ha, hoặc là mouth to mouth nghĩa là hôn nhau thì cũng có thể lây, vân vân. Và đặc biệt là cái đường mà lây truyền mà cán bộ y tế hay là người chăm sóc dễ bị lây nhất đó là lây từ những cái vật dụng như là những cái ra trải giường, quần áo, hay là cái bề mặt mà có tiếp xúc với lại cái dịch tiết của cái rát sang cư, lây từ đó.